chỉ thiếu cửu huyền căn. Tối ngày thứ hai, rốt cuộc tiểu tử ngươi đi làm cái gì? Lâu thế mới về. Hễ, ta chỉ ra ngoài tùy tiện dạo chút, cũng đâu có đi xa. Đùa chắc, lẽ nào thật sự có thể nói với họ thực ra tối qua ta đã chuồn tới thiên phạt xâm lâm, còn tiến hành hội đàm vô cùng vui vẻ với thất đại thú vương, tiểu tử hỗn đản ngươi, không biết bốn ca đã lo lắng sắp chết rồi sao? Dù sao người cũng bình an trở về rồi, đừng truy cứu nữa, huynh cũng biết tiểu tử này thần thông quảng đại cỡ nào mà. Thiếu trang chủ Lệ Đằng Vân của Huyết Hồn Sơn Trang tới gặp. Hôm nay, lúc các phương đều đã quyết định người rồi, Huyết Hồn Sơn Trang lại đột nhiên phái Tam Đương Gia muốn thay thế quân vô ý, thật khó hiểu, vị thống soái này vốn không có bao nhiêu quyền hạn thực chất. Thắng thì vô công, thua thì cổng nồi, Lệ Tuyệt Thiên có ý gì, lúc này Lệ Đằng Vân tới chắc là có liên quan tới chuyện này, xem hắn nói thế nào. Quân tướng quân, tại hạ mạo muội tới gặp, mong quân tam tướng quân chớ ngỡ ngàng. Nào có, thiếu trang chủ khách sáo quá, không biết lần này thiếu trang chủ tới là có chỉ giáo gì. Ở đây đều là người của mình, thiếu trang chủ cứ việc nói thẳng không sao. Đã vậy thì bổn thiếu trang chủ sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lần trước bổn thiếu trang chủ du ngoạn thiên hương, đúng lúc gặp Quản Thanh Hàn, Quản tiểu thư, bất ngờ vì thiên nhân, tương tư từ đó, nhớ mãi không quên. Được biết Quản tiểu thư ở quá nhiều năm nhưng thân phận lại là cháu dâu trưởng của quân gia. Cha mọi người cũng biết chuyện hôn sự này, thực sự không nên ràng buộc. Cùng lắm chẳng qua là danh phận hữu danh vô thực mà thôi. Hôm nay Đằng Vân tới là muốn xin quân tam gia thả tự cho Quản tiểu thư, thành toàn mối nhân duyên tốt đẹp này của chúng ta, há chẳng phải cả hai đều vui vẻ. Nếu quân gia chịu buông tay, Huyết Hồn Sơn Trang ta cũng có báo đáp, chắc quân tam gia cũng biết hội nghị sáng, Tam Đương gia Huyết Hồn Sơn Trang chính vì nhận chỉ thị của ta mới xung phong đảm nhận. Đối tượng đối mặt toàn là huyền thú cao cấp, chỉ cần không cẩn thận là mất mạng ngay. Thực lực của quân tướng quân đương nhiên rất cao, huyền công tạo chỉ, ha ha, dĩ nhiên cũng rất nổi tiếng, về điểm này Đằng Vân cực kỳ bái phục. Nhưng dù sao quân tướng quân cũng bị tàn tật, đã lớn tuổi, một khi đối đầu với huyền thú cao cấp, chắc quân tướng quân cũng biết, chỉ cần xông lên. Chắc chắn là bất hạnh, mục đích của thiếu trang chủ chắc không chỉ là tới cảm thán quân mổ sẽ có nguy hiểm tính mạng nhỉ, nói thẳng ý của ngươi đi. Được, quân tướng quân đã thẳng thắn, bổn thiếu trang chủ cũng nói thẳng. Chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, quân tướng quân sẽ không cần đi nộp mạng nữa, bổn thiếu trang chủ cũng biết quân tướng quân cố kỵ điều gì. Tuyệt đối sẽ không khiến quân tướng quân khó xử, mà cái giá quân gia bỏ ra chỉ là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân hoàn toàn không có quan hệ gì với quân gia. Nghe ý của Lệ thiếu trang chủ, nữ nhân này hoàn toàn không có giá trị gì. Nữ nhân này, ha ha, lời này của tam thiếu cũng quá không phù hợp thân phận thế gia của mình. Rất khiến ta kinh ngạc, nữ nhân trong thiên hạ có mấy người có giá trị? Cho dù là có thành tựu, chẳng qua cũng chỉ ỷ vào uy danh của nhà chồng mà thôi. Gia tộc giống như ta và ngươi, biếu tặng qua lại mấy con ngựa, vài con chó, đó chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Chơi đùa mà thôi, hà tất phải làm quá như thế? Chơi đùa mà thôi, Lệ thiếu trang chủ, đây chính là điều kiện của ngươi sao? Điều kiện ta đưa ra vô cùng thành ý. Lẽ nào quân tướng quân vẫn không hài lòng, từ chối ý tốt tràn đầy thành ý này của ta, ngày mai có lẽ chính là ngày giỗ của ngươi. Không quan hệ. Quản Thanh Hạng chính là người của quân gia ta, ít nhất bây giờ vẫn thế. Chỉ cần một ngày là người quân gia, tuyệt đối không để người ngoài sỉ nhục, sống chết của quân mổ, tồn vong của quân gia càng không cần Lệ thiếu trang chủ hao tâm người đâu. Tiễn khách.